Trong mỗi mùa vụ cà phê, nhiều người dân không ngần ngại vay những khoản vay có lãi suất cao nhằm trang trải các chi phí sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, do việc sử dụng đồng vốn này không hiệu quả, cộng với lãi suất quá cao dẫn đến mất khả năng chi trả, nhiều gia đình phải điêu đứng trước những món nợ ngày càng chồng chất. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại xã Bảo Thuận, huyện Di Linh. Là một xã thuần nông với trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Đầu năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Thuận, huyện Di Linh nhận được một số đơn khởi kiện, đơn kêu cứu của 7 đương sự tại hai thôn Kata Togren và thôn Hàng Bia. Trình báo liên quan đến hoạt động cho vay lãi suất cao dẫn đến vỡ nợ với số tiền lên đến gần 30 tỷ đồng. Vụ việc làm xôn xao vùng quê nghèo này. Qua nắm bắt tình hình thì một số hộ vay thì số tiền rất lớn. Đấy. Nhận định khác thì chúng tôi cũng không nắm các số tiền của bà con vay như nào. Nên chúng tôi cũng nắm là một số hộ trên địa bàn xã có vay số cao, vay cao đằng lại về cái số tiền đấy. Sau khi chúng tôi nắm tình hình thì có là mục đích bà con cho vay là vay cho sản xuất. Trong 1 triệu thì 5.000, 7.000. Đấy, thế. Tôi đã qua nắm bắt tình hình, chúng tôi đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban và phối hợp với công an cấp trên làm rõ cái vụ việc vấn đề này. Theo đơn trình báo của chị Ca Loan, sinh năm 1987, ở thôn Hàng Pia, xã Bảo Thuận, gửi đến cơ quan chức năng. Đầu năm 2015, gia đình chị Ca Loan có vay của bà Ca Dốp ở thôn Ca La, xã Bảo Thuận, với số tiền 60 triệu đồng. Lãi suất được tính 7.000 đồng một ngày trên 1 triệu. Thời hạn 10 ngày trả lãi một lần. Mục đích của việc vay số tiền này là để trả tiền phân bón và tiêu dùng sinh hoạt trong gia đình. Sau 10 ngày, do chị Ca Loan không trả được lãi, nên bà Ca Dốp đã cộng dồn tiền lãi vào tiền gốc. Khoảng 6 tháng sau, số tiền đã lên đến 100 triệu đồng. Để giải quyết món nợ trước mắt, chị Ca Loan tiếp tục vay thêm 60 triệu đồng của bà Dốp để trả tiền lãi. Sau nhiều lần như vậy, số tiền lãi và tiền gốc đã lên đến 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng theo đơn trình bày của đương sự, tháng 6 năm 2015, chị Ca Loan còn vay tiền của vợ chồng ông Trần Đức Hiền và bà Lê Minh Phương ở xóm mới xã Bảo Thuận để giải quyết món nợ trước đó. Ban đầu cũng chỉ với 200 triệu đồng. Tiền lãi có những thời điểm được tính 18.000 đồng một ngày, 1 triệu. Lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền lên đến 2,8 tỷ đồng. Em phải lấy chỗ khác rồi em đắp vô. Một ngày người ta lấy 100 triệu là 5 triệu đó anh. Rồi có khi em lấy 1 tỷ rồi người ta bất là 50 triệu. Trong khi đó 3 ngày người ta đảo một lần, mình không có người ta lấy chỗ khác người ta. Ý là người ta đã dùng cho mình phải chấp nhận cái số lãi đó. Chẳng qua cái tiền lãi đó là cái tiền em lấy cái gốc đâm vào cái lãi, lấy cái gốc đâm vào cái lãi, cứ ngày cứ dần nhiều như vậy. Cũng giống như trường hợp của chị Ca Loan, để có tiền đầu tư sản xuất, gia đình chị Ca Diệu, thôn Ca La Tô Kren, xã Bảo Thuận, cũng vay ban đầu là 25 triệu đồng, sau đó lên 400 triệu đồng của vợ chồng ông Trần Đức Hiền và bà Lê Minh Phương ở xóm mới xã Bảo Thuận. Lãi suất được tính từ 6 đến 7.000 đồng một ngày, 1 triệu. Do không trả được, số tiền gốc và lãi hiện nay đã lên đến trên 3 tỷ đồng. Những vụ việc trên đã khiến cho các gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống gia đình đảo lộn do một phần bị chủ nợ tìm mọi cách thúc ép dọa nạt để đòi nợ, một phần bị người dân trong thôn xa lánh. Bọn em phải chạy chỗ này chỗ kia, chạy khắp nơi để mà đắp qua chỗ đó. Chạy mượn chỗ đại lý khác, chỗ có khi là mượn chỗ người nhà mình mượn xong rồi mình đắp qua cái tiền lời đó. Xong rồi đến khi mà bị tiền bạc không có để trả nữa, bắt đầu là nó thành xảy ra chuyện. Từ chỉ có lấy bằng đó thôi mà tính ra em lấy là 600 trong tháng 4 á. Trong tháng 4 2015 đến tháng 10, tháng 11, 12 năm ngoái là chị ấy là cộng là số tiền nó thành là 3 tỷ mốt. Trao đổi với phóng viên, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Di Linh cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 7 đơn thư tố cáo của các cá nhân liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tại các xã Bảo Thuận, Tân Châu
và thị trấn Di Linh. Bây giờ nói chung là về mặt hồ sơ nhé, về mặt hồ sơ thì chúng tôi đã hướng dẫn các bên liên hệ với tòa để là xử lý cho người ta. Còn về cái mặt mà phòng nghiệp vụ cơ quan công an á, thì chúng tôi vẫn tuyên truyền, nhá, tổ chức tuyên truyền. Nhưng mà cái việc tuyên truyền là các cái phương thức làm ăn là để phòng ngừa cái việc cho vay nặng lãi. Cái thứ hai là cái việc mà đòi nợ lẫn nhau dẫn đến cái việc vượt qua ranh giới của cái của quy định pháp luật cho thành tội phạm. Mà chúng tôi phòng ngừa những cái việc đó thì chúng tôi đã có nhiều ban ngành để tuyên truyền. Thực tế hiện nay, những chuyện cho vay này không chỉ diễn ra phức tạp ở huyện Di Linh mà còn khá phổ biến tại tỉnh Lâm Đồng, bởi thủ tục vay khá đơn giản, nhanh gọn. Mặc dù vậy, nhưng do lãi suất quá cao đã khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn đốn, gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Do đó, việc tăng cường công tác xử lý đối với những đối tượng cho vay, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân cần nâng cao cảnh giác, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi vay là một điều hết sức cần thiết.